Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 11 tháng 1, chủ quán nước thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà tạm của người đàn ông sống độc thân, khoảng 55 tuổi. Do ở sát cạnh căn nhà nên chủ quán nước lại kiểm tra. Khi nhìn qua cửa sổ đang mở, người này phát hiện nạn nhân nằm chết dưới nền nhà và đang trong giai đoạn phân hủy. Quá hoảng sợ, người hàng xóm liền hô hoán thông báo cho những người sống gần đó, đồng thời trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận tin báo, công an TXCZAN đã có mặt lấy lời khai, nhân chứng đồng thời khám nghiệm hiện trường vụ việc. Theo những người hàng xóm, nạn nhân sống một mình tại căn nhà trên được khoảng 10 năm. Do nạn nhân ít tiếp xúc với mọi người xung quanh nên sau nhiều ngày chết và bốc mùi thì hàng xóm mới phát hiện. Đến 12 giờ cùng ngày, công tác khám nghiệm vẫn chưa được hoàn tất. Hiện công an TXCZAN đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết.